cua. Cua ở đây anh em ơi, một xô. Hôm nay đi bắt cua nha, một xô cua. Nửa xô à? Đây là cảnh đêm đi bắt cua ở suối. Anh em bây giờ anh em mình đi bắt cua đêm, xích hai chiếc xe lại. Xích hai chiếc xe lại không rồi tối đi ra không còn xe mà về. Việt Nam ăn cắp ăn trộm. Không biết đi bắt cua được mấy ký thấy lo cho hai chiếc xe hả? Em có mang ủng không em? Có chứ. Em ủng đi, anh khỏi mang chép được rồi. Bây giờ đi xuống cái suối dưới này. Này là cái hồ, cái suối bên kia kìa. Em mang ủng đi rồi đi xuống lội suối. Lấy ủng em đi nè. Nè. Nè, đó, cua nó biết. Rồi, cua. Em bỏ hang chụp đèn sơn. Này, để cho mà vào. Hai sao vô được? Tay mình to thôi. Tay to. Hai hang rồi đó là sơn, hai hang đây là hang này, cái góc hang đó, đó là cái lỗ đó. Chụp có được không nha? Yêu có nhảy rồi. Bây giờ. Quanh nè, quay mặt đâu nè, đâu đó mẹ bắt đầu được trận rồi, tổ chức khoát lên được không? Yeah. Quay đưa mặt lên bánh đẹp. Bây giờ phải kiếm kỹ đi từ từ. Nước suối cũng tương đối trong rồi nè. Là à, đây con còn thấy không? Ê, không? À, đây con còn đây mẹ. Thấy không? Không luôn. Đó, đó. Rồi bay mất rồi. Ủa chạy rồi hả? Chạy mất rồi. Ồ, trực rồi. Ông bốc đạn. Đây nè. Nhưng mà con cua này nhỏ thế. Ừ, cua này nhỏ. Cua đồng chứ vậy thôi, là nước cua bự như hồi xưa. Ví dụ như con cua nhỏ như thế này á, rồi về chỉ cái mình cái gì có cái món mà cua sao bây giờ nghe nói có cái món cua đồng me. Cua đồng me ừ. Mà sao cắn ăn luôn cả cái chiên bột. Ừ, em bắt đi. Thấy không em? Còn đưa quay cái thích rõ rõ chút nữa. Đây con này bự nha. Thấy rồi, thấy rồi. Chụp liền. Ơ bị bự nha. Đây. To rồi. Ok, hơi có kẹp. Kẹp trên thua. Lấy lên trên coi. Kẹp. Có mấy cỏ ơi. Nó làm 20 mét này. Nó khó nhìn. Kẹp à. Má mắt dài không kẹp à. Đây trời dơ luôn. Dớp mẹ ơi, trời mẹ ơi. Trời ơi, sao cua bự. Số con này chưa chết. Đây con này. Mình đi đầu dưới, mình đi đó đó nó bay nó bò mất luôn. Đây. Ê rồi. Hỏi ra tôi. Đứng nghĩ sao mà bắt được mà chụp chi cho nó ướt người. Đây này.
À, ướt cái quần ấy. Sao đâu? Nếu là sao không? Nếu là suối là... Nếu là nửa... Đất cho à? Chưa được cho, chưa được nửa cho. Cho cho bọn anh chụp đi kìa. Em chụp đi, bắt cái vô. Nè, con này nó khổng lồ nè. Ôi ôi, càng kìa. Càng. Cái này hết phải pin rồi Tú ơi, tôi thui rồi. Pin biến rồi. À. Con này làm nhé, chờ lại sao nè. Đó, ăn chụp đi. Bỏ mấy eo rồi. Nhằn nó hả? Mấy eo nó bỏ rồi. Nè em ơi, có gì bắt nè. Ủa, nó chạy lẹ lắm. Nó thấy mình chạy liền cua rồi nó nhát. Thấy đèn là nó ấy rồi. Nó thấy đèn là nó. Cua đây mình không quay phim ở đâu. Thấy là quay được. Thấy là lo chụp luôn. Ốc nè. Chú anh bắt ốc nè không? Thấy ốc không? Ốc đù. Ốc đù. Ốc đù. Ê. Eo. Anh em đi sát bờ bên đó đi. Đó, con này cũng con này cũng chắc nè. À, anh chị đi sát bờ, chờ lên cái sát bờ bên này con. Đi em ơi. Đi. Giờ anh mày ướt quần rồi anh chị. Đi sát bờ. Nóng ngập rồi. Anh em bắt chụp em. Đó đó đó. Đó, bự đó. Cái đèn của em à. À, cái đèn Tú nó sáng hơn. Mày hả bưởi vậy? Đâu vào tay, đâu vào bắt rồi. Vợ em kẹt là không thả nữa kìa. Vợ em cứ để im la thôi. Không. Vợ em đi bắt buổi sáng. Em bắt ở dưới cả tầm rồi. Bò mẹ. Bắt sơn sơn thấy không? Đèn em này bò nè. Đâu? Đây nè. Rồi, thấy không? Tối nữa. Ủa, bự. Bự anh em. Thấy con ốc này cũng bự lắm. Ốc bự lắm. Đây nè. Nè tí tốt tốt. Đổ sơ sơ luôn. Đấy cái củ này nè nó nông nông là dễ có lắm. Cua mà ngay cái hang. Mày thấy không? Để chụp được không nè. Được rồi. Lấy cửa hàng luôn nè. Nó kẹp. Ý gà nó kẹp. Được không? Được tay nè. Anh phụ không? Xua con. Nó mình vậy. Cua cái gì nhờ? Cầm 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 nó đi coi. Đây. À, mất một càn. Mất cả, nó kẹp. Cái đèn mà nó mờ quá không thấy được. Ôi, sư phước là báo nóng luôn. Ồ, ok. Đi lội suối luôn mệt quá. Mồ hôi, ok. Đấy, giờ là tối ôm rồi đấy anh em. Bên kia có ít nhà dân. Cho nhìn bà vợ mình nè. Không chạm nữa. Thì em chưa nhìn thấy con cua nào luôn em. Ủa em đâu có đeo cái đèn đâu xem thấy. À đây đây bắt mấy con nè. Trời ơi. Tổng chút bắt nha. Cua này ăn cay hay. Đấy bỏ quá bắt đi được. Em coi cho con khác ở đây nữa nè. Đây nè. Đây nè. Đây nè. Đầu cua mà nó leo lên cây kìa. Đó. Còn bên này nè. Con mơ nè. Đã quay on e nè. Đó. Ôi dồi ôi. Con cải hồ nè. Đây nè. Cái to nè. Có thể trắng là to nè. Cái quay hồ bí nè. Coi lên xe. Thấy cái bự á. Đâu? Đâu không thấy luôn.
Thì còn to dưới nữa. Ngoài đó, đúng không? Thấy, đúng không? Chụp đi. Anh Sơn tối. Đâu, đâu. Anh chưa thấy luôn. Chụp đi. Đây này, anh Sơn tối. Trời sao thấy ngay vậy? Ngay lên. Đúng rồi. Rồi. Mình mà thấy con mắt luôn đó. Này, có con ở dưới cái cây đó nữa. Đâu sao bên đây vậy? Đây con cua bự nè, thấy con cua bự không? Có con cua bự. Đây con cua bự nè. Dạ. Yeah. Ý. Mới cứu rồi. Nãy giờ chắc hơn nửa tiếng rồi đấy. Thấy pin rồi. Pin rồi. Pin rồi. Pin rồi. Báo hết pin rồi. Điện thoại á. Thôi, hỏi nó là kìa. Tiếp tục con cuộc đúng không? Nó ăn gì cũng được, đi đâu anh? Ủa? Đây là hả? Phải là hả? Phải, nhưng mà chị anh bắt hụt á. Nó bò, với là ở dưới nó khô lắm. Đấy. Anh nói là nó bò. Đây nè, con nè, con nè. Đây nè. Ê. Chụp cua đi, chụp bông đi rồi. Không có nhiều con nó bu, nó không có ấy mà. Ừ, đất quên rồi. Rồi, rồi có ai đi bắt này không? Có chứ. Vợ em bắt nhà. Đã mua con kia, đừng có ruột bố trò nó móc hơi móc. Lấy cây bỏ vô. Móc tay á, nó kẹt gì ba em ở ra về còn máu rồi. Còn bánh máu thôi. Dánh đi hơi lần thôi ba lần. Này siêu to luôn này. Nhanh. Đâu, siêu to, khổng lồ. Mình thấy anh mà đi nó ngủ rồi. Cái đèn nó tối không có thấy. Cái đèn nó tối bằng nửa đèn tú á. Xíu té. Thôi luôn. Đây có một con cua con. Cua con bắt không? Nhỏ quá đi nó. Ừ nhỏ thôi, tha đi. Con cua nhỏ xíu này. Đâu? Đây nè. Thấy không? Để xí à. Cho nó lớn đi. Mùa sau bắt. Cái con bự bự nè anh em. Ý gì đấy, đấy. Bỏ anh nữa đi một lần cho biết thôi chứ thật là Thank you.
không được ta. Con chàm đó. Khúc này sâu vậy. Nè, ốc. Con 12 ba con này rồi. Để quay cho nó. Ba con, bốn con. Bốn con chàm chà. Ờ. Bảy luôn. Bảy nè, một nè. Hai, ba. Anh tổ hai con này nha. Anh tổ này nè. Em lấy giùm bắt con này em. Đâu, đâu. Tay nè, đây nè, đó, ở đó, đó, ngoài đó. Đâu bỏ đây. Để lấy đi. Đây. Một con bò. Đó. Con mất rồi hả? Ừ, bốn con, sao bắt được, rồi bốn con chỗ em, chỗ em. Ba con rồi. Thôi bò rồi, mất rồi. Nước đục đó. Ừ, nước đục. Thôi bên kia đi. Ừ, chạy hơi thơm mắt nữa chứ. Thiệt góc nó quá. Em coi nè, chậm chậm. Hôm nay đi chui nữa không nhỉ? Nó nhìn mình đây. Bắt được chưa? Nó chạy rồi, chạy lên trên rồi, nó chạy. Chạy nhanh ghê luôn á. Đi, nó đi, nó bắt, nó đi rồi, đi cho chết. Con chạy đâu? Theo đây thôi nè. Con mẹ nó nhát. Ấu cả lưng. Dạ nó mờ quá, cuối sát nó mới thấy. Ốc. Ở trong đây nó cũng say mấy cái thằng. Rồi quá. Không biết nó cục cân, nó còn nhiều cục cân. Chịu phật chứ. Mấy nó hiền nó cục cân, là bằng cơm nó chạy. Cái này nó khổ cho thấy cục cân. Tao chỗ mình để xe chưa? Đấy mình đi ra cái xe, thấy đây là xe nằm ngay rồi. Cũng cua cool đây nè. Mình đi cái đường vào rồi thôi. Trời ơi, thấy cua không? Nó nhanh lắm anh em ơi. Đó, nó chạy đây nè. Mình làm cái sót không? À, hỏi sót luôn. Đèn là mờ như khi đây đây đang còn em có này em chụp này em nè nè làm như cỏ nè chụp đi nè 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 thấy không đó nửa xô rồi chứ bỏ đắt thì có thể hết thôi. Đi lên thôi, con bắt lên đây, đây có đèn rồi, đã còn thành nữa. Bắt xe đó. Bắt xe đó. Ờ, đứa trên đi xuống hoạt động nhau rồi về. Hoạt nhau rồi. Nó nằm ở trong mấy xác xác con đất cũng như anh con này kinh tỏ. Ê, con này bự này. Dưới xin này bự ghê chưa? Đấy mà. Dạ yeah. Đấy, tiếp con này to ghê. Ừ, con này to. Nó mắc kẹp. Ừ, anh mắc đèn. Ừ, tên giúp rồi. Một cái đi về ông thôi ông tiếp.
Đây con em ơi. Thấy không? Đó. Đó, cái cỏ đó. Giúp. Đi đâu? Ê bắt 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 bắt. Mày. Ừ, to. Ừ. Đây con, đây con. Con nó bự nè. Nó quá. Đấy. Wow. À, tốt. Anh phải nhìn kỹ ra mới thấy. Đèn nó mở thấy không? Mở thú. Cũng được. Bắt được vài con cũng. Con nó bự em ơi, em con nó bự nè em. Em bắt đi nè. Nó nằm im mà nè, nè. Nước này sâu quá. Thấy không? Đó, dưới cỏ đó. Đấy. Bay mơ bò mất rồi. Ơi giời, ổn với. Bự. Nành nhanh lắm. Dính luôn. Cú bự. Tốt tốt. Tết rồi. Rớt mẹ thôi. Cũng xảy hơi bị nhiều nha. Đây. Ở đây là cái sảy đó. Cái sảy mấy con. Khi mà bắt xong anh em thì lên được nửa xô. Hôm nay đi thằng em nó kêu cũng không có chín mùa lắm. Mỗi khi đi đầy xô. Gặp hai anh chị về đi. Hai đứa đi bắt tiếp. Đấy, kia còn em kia bắt cũng được cũng nhiều chắc cũng cỡ này. À, giờ lấy xe ra về. Ok, hẹn lại anh em video sau nha. Cái đổ này hả? Đây giờ là phải gọi làm cua. Mẹ làm cua. Tắt con cua, cái mai là lấy tắt. Nhặt nhiều. Nhặt tí nữa kêu. Cua này nó sạch ha, cua đỏ nó sạch. Cái gì đó rồi. Đấy. Rửa mấy nước. Có nước rồi. Rửa có nước cho nó sạch rồi. Sạch xong rồi tí rửa 5-6 nước. Để cho ra mấy cái con ấy hả? Đâu có đâu. Không có hả? Đợt này không có. Nước nó chảy nên cua nó cũng sạch hơn. Gạch cũng không có nhiều.
tháng này nó chưa có hồi là tháng ấy. Hái đòn mùng tơi tí ăn lẩu cua nha. Sáng mình làm cua rồi, bây giờ mình đi hái rau. Đây. Cua đồng, rau nhà trồng thì còn gì bằng nữa hỉ. Ăn cái đọt ngon chút xí thôi hả? Ăn cái đọt chút xí thôi hả? Ừ, ăn cái đọt thì ngon á. Cái đọt nữa, nó leo quá. Hái đọt ăn. Cái đọt mới tới hả? Ừ. Hả, hôm nay phải có nó không? Tới lắm. Đọt non quá à. Đọt non xèo luôn. Ừ, non xèo, mới mưa mới ăn. Đấy hả, ngắt cái này luôn hả? Ừ, cứ ngắt, ngắt khi nào nó già rồi thì đừng ngắt nữa. Nè, non chẹt luôn. Hả? Non chẹt luôn mà. Bao non luôn. Này mới không phân không, không mới mưa mấy ngày nó nhỏ à, nó còn đây. Này mới nở nước mắt tốt hết luôn hả? Ừ. Non quá. Ủa non mới ăn chứ vàng chị. Này nó quá non luôn. Thôi chăm cho nó hết đi. Đây nè nè. Bất bất lá non thôi nè. Ờ ăn đây. Hả? Hai vợ chồng hái đường rổ anh em, vừa đọt vừa lá đó, giờ vô rửa xong rồi quất cua đồng mà cua đây có đâu nào, cua đồng hải sản có cua có ốc tôm mực, cua đồng hải sản bao nước bao ngọt anh em. Ngon. Nhìn hấp dẫn à. Nhưng mà nó đổ đồ, đổ quá đổ nồi.